Rồi ok, xin chào các bác. Thì dạo gần đây cũng có khá nhiều anh em inbox cho em hỏi cái vấn đề mà cái con V50 nó không hiển thị cái đèn LED đã thông báo 5G ở đây này. Và cũng có nhiều bác bảo là không kết nối được màn hình phụ ấy. Thì cũng có thể là cái con V50 nó cũng khá là cũ rồi. Và cái hàng dựng, hàng thay thế linh kiện nó cũng rất là nhiều rồi. Thì họ thay hoặc là họ làm gì đó, thay cái lắp lưng chẳng hạn, thì họ làm mất hoặc làm hỏng cái đèn LED 5G này. Và nhiều bác ấy còn bị mất ba cái chấu kết nối màn hình phụ này nữa cơ. Thì đương nhiên là cái máy Mỹ thì không có rồi, nhưng mà nhiều bác bị thay cái lưng của con V50 này, nó bị mất cái chấu của màn hình phụ này thì cũng không kết nối được màn hình phụ. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bác mà test nhanh được cái đèn thông báo 5G này nhá. Đấy, thì nó cũng rất là dễ thôi. Cái này các bác vào cài đặt này. Các bác gõ lệnh thôi. Sao thăng 54 63 68 tăng sao mã máy 500. Đó, thì các bác vào đến đây rồi. Các bác vào phần write test này, SAT này và manual test này. Đấy, các bác kéo xuống một tí thì nó sẽ thấy cái phần led test này thôi. Đây, vào đây. Đó, thì khi mà vào đây ấy, nó sẽ hiển thị cho các bác là bốn cái màu để các bác test thôi. Thì các bác nhấn vào chữ màu đỏ. Đấy, thì các bác thấy không? Cái logo 5G nó sẽ màu đỏ này. Đấy. Nhấn vào màu xanh lá này. Đấy, logo 5G màu xanh lá này. Nhấn vào blue này. Blue luôn. Nhấn vào màu trắng này. Đó, thì nó rất dễ thôi. Cái này các bác để ý tí là biết thôi. Và ngoài ra ấy, các bác cũng thể test nhanh được cái màn hình phụ của nó nữa. Đây là cái cover này. Đấy, các bác gắn màn hình phụ vào. Các bác test nó ra luôn. Đương nhiên các bác phải nhìn được là cái máy của bác còn ba cái chấu kết nối này nhé, chứ máy mà không có ba cái nối này thì các bác không kết nối được đâu. Đó, và nhiều bác ý, như bác là test cái đèn LED 5G đấy ok rồi ý, nhưng mà vẫn bảo là vẫn không có cái thông báo đèn LED khi mà có cuộc gọi đến ý, thì cũng có thể là các bác trong phần cài đặt thì các bác tắt nó đi rồi. Đấy, thì các bác vào phần âm thanh này. Đấy, các bác vào cái chỗ phần đèn LED nhấp nháy này. Đấy. Đấy. Thì các bác thì em nghĩ là các bác có thể bị tắt cái phần này đi rồi. Đấy, tắt cái phần này đi rồi thì nó sẽ không 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 thông báo gì đâu. Đấy, cho nên là các bác phải bật nó lên. Đấy. Cho nên nó cũng rất dễ thôi. Các bác nào mà cứ test ở trong cái lệnh kia mà còn bốn cái đèn LED như vậy thì có nghĩa là cái đèn LED 5G còn còn ok nhé. Còn nếu mà khi mà có cuộc gọi đến mà không có ấy, thì có thể các bác đang ở trong phần cài đặt như thế này này, các bác tắt nó đi rồi. Đây thì các bác vào bật lại thôi. Đó, nó rất là dễ thôi. Rồi ok. Chào các bác nhé.